Xin chào các bạn kiếm việc của YouTube. Hôm nay mình quay video này là để kháng nghị lại quyết định cắt kiếm tiền trên kênh của mình. Kênh tên của mình là Robert Anna Amat. Mà đây là kênh của mình. Đây là kênh của mình nha. Kênh của tôi là Robert Amat. Vào ngày 6 tháng 4 mà bạn đã thông báo cắt kiếm tiền trên kênh của mình. Giờ mình vào thông tin cho các bạn xem. Đây kênh và tên người dùng là Robert Amat 5166, có URL kênh là đây. Và đây là nội dung của mình. Vào ngày 22 tháng 3 2022, mình đăng tải nội dung là đây. Đây là nhân vật của mình và đây là mình. Đây có tên là Play Game 24/4 phòng game. Tiếp theo đây là cái nội dung mình quay 2 tuần trước, mình đã đăng lên là chơi game phong thần. Đây là số của mình. Và đây là camera. Camera của mình quay, đang quay video này. Camera Logitech. Đây là phần mềm OBS mình sử dụng để quay màn hình lại. Và đây là con game mình chơi nha. Sau khi mình chơi game mình sẽ live test trên đây. Đây là đó, đây là game chơi nè. Sau đó mình vào sẽ setting đăng video output stream nè. Output nó tại thư mục này. Và đó là những gì mình đã truyền tải cho các bạn. Đó là kênh của mình. Kênh của mình có tên là Badmood. Mình những nội dung đó là do mình quay, mình tự sáng tạo ra. Không mang các bên qua hết. Mong các bạn xem xét lại cái quyết định tắt kiếm tiền trên kênh của mình. Mình xin cảm ơn.